Hiện nay, việc bày bán tràn lan hàng giả, hàng nhái, các thương hiệu uy tín và nổi tiếng trên thế giới, thậm chí cả hàng Việt Nam chất lượng cao đang diễn ra phổ biến và ngày càng phức tạp. Thực tế đó đang diễn ra công khai ở một số chợ lớn và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, nhưng lại không bị các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý. Tại chợ Phủ, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, thật không khó để tìm mua những sản phẩm giày dép, quần áo giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior, Nike, Adidas, nhưng không có nhãn mác chứng minh xuất xứ hoặc đi kèm nhãn mác của các công ty không có dấu hiệu liên quan đến các thương hiệu của các hãng nổi tiếng. Qua ghi nhận, hầu hết hàng hóa được bày bán trong chợ chủ yếu là hàng Trung Quốc, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, hàng nhái thương hiệu của các hãng nổi tiếng. Khi được hỏi về xuất xứ hàng hóa, các tiểu thương đều né tránh và cho biết ở đây làm gì có hàng hiệu thật, chủ yếu là hàng nhái. Cái này không biết nó có xịn không? Nhưng bác nhập đâu đây? Nhập ở Linh Hiệp. Hàng này thì ở mình thôi, chứ không phải... Nhưng mà đây là nhãn hiệu của Adidas mà. Chứ thôi chứ còn nhãn đâu anh. Hàng này ạ? À? Em chả biết người ta mang đến đây người ta ra họ thì em lấy. Bạn biết nguồn gốc xuất xứ của hàng này không? Em không ạ. Tại các sạp hàng hóa trong các chợ phố Hiến, chợ Gạo ở thành phố Hưng Yên, người mua không khỏi ngỡ ngàng trước sự đa dạng của các sản phẩm được bày bán với đủ các thể loại sản phẩm được gắn mác hàng hiệu nhưng giá chỉ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng. Không chỉ có quần áo, các sản phẩm nước hoa, mỹ phẩm, dầu gội cũng rất đa dạng, không nhãn mác xuất xứ, được bày bán công khai. Tuy nhiên, chẳng cần là người tinh ý, bất kỳ ai cũng có thể phát hiện nhiều sản phẩm là hàng nhái, hàng giả. Hàng hiệu mà định rẻ, chứ bác cứ ví dụ như cứ vào shop nhé, đắt cỡ 3-4 lần. Chị nhập đâu? Chỉ có Hà Nội với Hải Dương. Thực trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trong các chợ diễn biến phức tạp đã từ lâu. Nguyên nhân là do nhận thức của người bán cũng như người mua, đó là hàng rẻ, phù hợp túi tiền của mình mà không để ý đến chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm chưa được các cơ quan chức năng chú trọng. Bởi qua làm việc với ban quản lý một số chợ, thì từ đầu năm đến nay, công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm của một số cơ quan chức năng chưa được triển khai thực hiện và đồng nghĩa với đó dẫn đến câu chuyện hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ bán tràn lan trong các khu chợ nhưng không rõ trách nhiệm thuộc về ai.